Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Phật Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo kinh Tấn Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddha Bhavantang Abhivadimi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Massami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo kinh Tấn Tắc, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể Chư Phật tử luôn được vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục về cái tuệ Sammasana Ñāṇa, tức là cái tuệ quán sát. Đây là tuệ quán sát. Thì có cái chính cách làm cho các quyền được biến nhạy hay là được sắc bén. Cái chữ bén nhạy hay là sắc bén hay là thuần thục là cái chữ tức khá. Tức khá là một cái từ để chỉ cho một cái sự thuần thục hay là biến nhạy hay là sắc bén. Thì khi mà hành giả đó, mà thực hành theo tinh tấn, thực hành theo cách quán sát theo từng nhóm như vậy, cách nhóm như vậy, nhưng mà nó không thành tựu được trí quán sát, tức là Sammasana Ñāṇa đó, thì hành giả cần phải thực hành làm cho các quyền, tức là năm quyền, là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền, rồi thì được cho cái được thuần thục và sắc bén này. Thì theo cái chính cách như vậy, tức là khi mà mình đã nỗ lực tinh tấn như vậy đó mà không có nắm bắt được cái sự diệt của những cái danh thì sắc, thì người hành giả nên đã biết rằng nó là cái năm quyền của mình yếu, năm quyền nó không có mạnh, cho nên năm quyền nó không mạnh như vậy, cho nên nó khiến cho cái ấn tướng về cái sự diệt của danh hay sắc nó không có hiển lộ ra rõ, và do đó cần phải làm cho cái năm quyền này nó được tăng trưởng lên, nó thuần thục và nó nhạy bén. Thì phải theo vào tính cách như vậy. Thứ nhất là hành giả chỉ thấy sự diệt, tức là khai giá sự diệt của các hành đã sanh lên, tức là hành giả chú ý không, khi ở trong cái giai đoạn này thì cái sự quán xét cái trí của hành giả đó, nó chưa được nhạy, cho nên cái sự sinh lên và cái sự diệt đi của danh hay sắc nó cực kỳ nhanh, nó dường như nó chỉ là một thôi chứ nó không phải là hai. Cái sự mới vừa thấy sanh lên nó diệt mất rồi sanh lên, nó liên tục một cách rất nhanh vậy, nhạy như vậy. Dường như là chỉ thấy nó sanh lên rồi. Cho nên cái điều quan trọng ở cái tuệ này, tức là Sammasana Ñāṇa, phải thấy cái sự diệt của danh hay sắc, tức là danh sắc này phải thấy được cái sự diệt của nó. Cho nên cái điều thứ nhất là phải chăm chú để chú ý đến cái sự diệt của các hành đã sanh lên, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thực hành cái sự cẩn trọng trong sự thấy cái ngoại diệt đó. Sự thấy ngoại diệt không phải là thấy nhìn thấy một cách hời hợt qua, mà thấy một cách rất là cẩn trọng, rất là chăm chú như vậy. Điều thứ ba là thực hành liên tục một cách kiên trì, và điều thứ tư là thực hành một cách thích hợp. Điều thứ năm là tăng cường sự gìn giữ ấn tướng của định. Thứ sáu là làm quân bình các pháp giác chi, là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tỉnh giác chi và định giác chi và xả giác chi. Thứ bảy, cái điều này rất là quan trọng là không có kể đến mạng sống. Một cái người mà sống không có đang thực hành pháp mà không đạt được pháp thì coi như là con người đã chết rồi. Thì coi
không có kể tới mạng sống thì tại sao vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Thứ ba, thứ tám là vượt qua khổ nhờ cái từ bỏ. Và thứ chín là không dừng lại nửa chừng, tức là đi cho đến nơi đến chốn chứ không phải là nửa chừng như vậy. Thì sau khi nắm bắt được cái chín điều như vậy thì trước tiên hành giả nên tránh bảy cái điều bất lợi và thân cận với bảy điều thuận lợi. Bảy điều mà bất lợi hay là thuận lợi này đã được trình bày trong cái phần định, trong phần định tức là định thiền chỉ đó, mà ngay trong thiền quán này cũng phải sử dụng tới nó. Cái bảy điều mà bất lợi hay là bảy điều ngược lại, bảy điều bất lợi là bảy điều thuận lợi. Thứ nhất là cái chỗ ở thuận lợi, tức là Awasá, Sapaya. Chỗ ở thuận lợi là sao? Là khi mình ở một cái chỗ nào đó thì cái pháp mà cái ấn tướng phát hành của mình á, ấn tướng nó chưa sanh, được sanh lên. Và ấn tướng á, cơ pháp hành nó sanh khởi lên, nó được duy trì rất lâu, thì cái chỗ đó là cái chỗ thuận lợi. Ngược lại thì cái chỗ ở nào mà cái ấn tướng mình chưa sanh, nó không sinh khởi, mà ấn tướng nó đã có rồi thì nó bị mất đi, nó bị tìm lại không được, thì cái đó là một cái chỗ ở bất lợi, chỗ ở bất lợi. Và chúng ta cũng thấy rằng là ngay chỗ mình ngồi đó, mình ngồi đó, khi một cái người nào hành giả nào có cái sự nhạy bén đó, nhưng mà mình ngồi ở ngay trong cốc mình hay chỗ đó đó, thì nó cũng là cái chỗ trú xứ mà, hay là trong một cái thiền đường chẳng hạn vậy. Mình ngồi cái chỗ nào có người ngồi ở góc này thì nó rất là thoải mái, cái tâm nó rất là an lạc, nhưng bỏ góc này đi qua góc khác ngồi thì nó cảm thấy nó bực mình, nó khó chịu, nó không có được tốt đẹp. Bởi vì sao? Đó là cái cú xứ nó bất lợi. Và khi mà chúng ta quan sát nhiều có mà để tâm đó, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái một cái vuông đất, một cái chánh địa thôi chẳng hạn, nếu như mình ở ngồi cái góc này đó, góc này nó tự nhiên cái tâm mình nó lại thoáng lên, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. Rồi nếu mà mình qua một cái góc khác mình ngồi thì tâm mình cảm thấy nó khó chịu, có những cái phiền phức, nó phiền não nó phát sinh lên. Nó tại sao? Nó do cái tác động ở bên ngoài cũng có, do cái tác động bên trong tâm chúng ta cũng có. Cái tác động bên ngoài cũng rất là dễ hiểu, tức là ngay cái chỗ mình ngồi đó đó, ngay chỗ mình ngồi đó đó, thì cái luồng từ trường của trái đất nó đập vào trong cái thân thể mình đó, thì cái thân thể mình nó tiếp nhận được cái từ trường tốt đó, thì thân thể mình nó sẽ thoải mái, nó được mạnh khỏe, nó được vui. Cái thân này là xác thật, nhưng chính cái thân này nó tạo ra những cái bức bách, những cái khổ hải, những cái khốn khổ của thân, nó làm cho tâm bị trì trệ, tâm nó bị ngưng động lại, tâm nó bị không có cái sự mà thoát ra được. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ ở này, nếu tính vào phòng chúng ta sẽ đây ở nơi này, cái lượng từ trường ở nơi đó nó đặt vào, nó vừa phải, nó không quá mạnh, nó cũng không quá yếu. Cho nên chúng ta ngồi cho đó, chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó được an vui. Nhưng qua chỗ khác thì hoặc là cái từ trường nó quá mạnh, mà từ trường á, đối với cái cơ thể chúng ta, cái từ trường đặt vào cơ thể chúng ta, đó là một cái điều khoa học đã xác minh rồi, đã định rồi, nên nó đã là có thật như vậy. Rồi hoặc cái từ trường nó quá mạnh mà cơ thể chúng ta không có tiếp nhận nổi thì nó làm cho cái thân chúng ta bị rối loạn, mà cái thân mà bị rối loạn thì dẫn đến cái tâm nó bị rối loạn. Cho nên ngồi ở chỗ đó chúng ta cảm thấy nó không có an tịnh, không được an vui, thì lập tức thay đổi chỗ ngồi đi. Thì cái chỗ đó cũng là cái một cái chỗ ở thuận lợi hay bất thuận lợi cũng nằm chỗ này. Và chúng ta nhớ rằng nó trong cái phần sử đó, thì khi mà Bồ Tát Sĩ Đà Ta đó, tức là Sư Thái Tá đó, ngày vào cái ngày mà riêng cái ngày trăng tròn tháng Vui Sắc đó, vào cái đầu hôm á, vào buổi chiều á, ngày đi qua cái dòng sông Nerantara, tức là dòng sông Ni Liên,
Thì ngài gặp một người Bà La Môn trong bò, cho ngài 8 cái bó cỏ để mà ngài trải ra làm cái tội cũ để mà ngài hành thiền cho đàng hoàng. Thì ngài đi đến cái cội cây gọi là Asatha, cội cây Asatha sau này được gọi là cái cây Mahabodhi, tức là cây đại giác hay là cây bồ đề đó. Thì ngài đi tới cội cây đó rồi, ngài đứng ở về phía ở đầu, đứng về phía đầu, thì ngài cảm thấy rằng cái mặt đất ở phía đông nó như bị lún xuống nè. Ngài nói là cái chỗ này là nó không có vững vàng, cái ngài bỏ rồi ngài đi tới hướng đông nam. Ngài đứng tới đông nam thì cái hướng đông, đất ở chỗ đó này có cảm giác là đất của ở cái hướng đông nam này nó cũng sụp xuống. Ngài nói rằng nơi đây cũng không phải là cái nơi an ổn để mình ngồi. Và ngài đi tới cái hướng nam thì cái nước hướng nam cũng nó muốn như là muốn sụp xuống nha. Ngài nói rằng ở đây cũng không phải là cái chỗ ta an ổn được. Ngài đi tới hướng tây nam thì cũng vậy, rồi tới hướng tây cũng vậy, rồi ngài tới tới tây bắc cũng vậy, rồi ngài đi tới hướng bắc cũng vậy, rồi ngài đi tới hướng đông bắc. Khi ngài đứng ở chỗ cái đông bắc đó, cái ngài đông bắc đó, đứng ở đông bắc đó, thì là cái mảnh đất ở cái đông bắc đó, nó cứng, nó vững vàng, thì nó không giống có ngài không có cảm tưởng là nó bị lún xuống nữa, không bị lún xuống nữa. Ngài nói ở đây là cái nơi ta có thể bỏ thiền, có thể hành pháp được. Và ngài trải 8 bó cỏ ra tạo thành một cái bồ đoàn để ngài lên trên đó ngài ngồi. Cho nên trong cái lịch sử chúng ta là Đức Phật ngài ngồi trên cái bồ đoàn, không phải là ngồi trên bông sen. Đó là như vậy. Rồi vì mà khi mà ngồi, ngài ngồi xong á thì ngài cảm thấy vững vàng và mặt ngài hướng về hướng đông. Hướng đông là một cái hướng nó là sinh khí, rồi một cái hướng nó báo hiệu cho một cái điều đặc biệt ở là bởi vì buổi sáng á, hướng đông á là cái mặt trời lên, lên trên buổi sáng rồi dần dần nó đi mặt trời đi về tây, tức là cái khí lượng của hướng đông á nó rất là tốt, nó tức là nó sinh, nó tăng trưởng lên. Còn ở hướng tây thì hướng đông nó chìm xuống. Nhưng mà đây chúng ta nói về cái chỗ thuận lợi, nó là như vậy. Thứ hai, một số hành giả khi mà ngồi thiền đó nha, thì giai đoạn đầu á chúng ta sẽ ngồi ngồi cái mặt hướng như vậy vậy, nhưng mà khi mà nó phát nó lên rồi có một cái cảm giác là mình quay cái hướng qua chỗ khác, quay vô hướng chỗ khác, nó không còn ở chỗ hướng cũ nữa. Ví dụ như cái người đó ngồi ở trong một cái góc của thiền đường rồi mặt quay hướng nam hay quay hay mặt quay hướng đông rồi theo, rồi tức là giai đoạn đầu thấy được như vậy. Nhưng vào một cái thời điểm nào đó trong những thời thiền khác thì thấy rằng cái pháp nó có triệu chứng nó lên á, thì cái người này cảm thấy rằng thay vì mình quay mặt hướng đông như trước, còn nhiều quay mặt về hướng đông nam chẳng hạn, vậy nó lệch đi hoặc là nó hướng về hướng nam chẳng hạn, vậy thì cái hướng đó cái về sau nó cái người nào mình nhạy bén không biết nhạy bén rồi đó, thì về sau cái chỗ ngồi ở tại chỗ đó nhưng mặt quay về cái hướng mà mình đã thấy như vậy, chứ không phải hướng trước nữa. Ví dụ hướng trước mình quay về hướng đông nó bình thường, nhưng mà đến khi một lúc nào cái pháp nó lên, nó vận chuyển pháp nó lên, thì cái người đó có cảm giác là mình quay về hướng đông nam hay là mình quay về hướng nam chẳng hạn, vậy thì cái hướng đó là cái hướng thuận lợi, tức là cái chỗ đó là cái chỗ thuận lợi. Cho nên những thời sau mà quay về cái hướng đó là nó tốt, pháp nó sẽ lên, nó sẽ có những triệu chứng và biết cách gìn giữ hay không, đó là cái hành giả đó là thôi, chứ còn cái cách cái chỗ thuận lợi nó là như vậy. Thứ hai là cái hành xứ thuận lợi, hành xứ thuận lợi tức là chỗ Bali gọi là Gocara Sapaya, Gocara Sapaya tức là cái hành xứ thuận lợi. Ở trong cái phần trước chúng tôi cũng đã giảng, hôm nay chúng tôi tóm lại một cách gọn thôi. Cái hành xứ thuận lợi là chỉ cho từ nơi trú của vị tỳ khưu đi đến cái ngôi làng hay là đi đến xóm để mà tiền bồ thực, để mà nuôi sống, để mà thực hành cái hành pháp, hành đời sống tâm hạnh. Thì con đường nó không quá xa, nó từ khoảng 4 km trở lại hoặc là 5 km trở lại được rồi, chứ đừng có quá xa. Sao vậy?
quá xa cái thời gian đi và cái thời gian về, nó làm cho cái thân thể mình nó mệt nhọc, nó không có thể có đủ một cái khỏe khoắn để mình duy trì cái thời thiền mình. Cũng giống như ở chúng ta ngồi thiền cũng giống như một cái người đi pha một ly cà phê à. Mà muốn pha một ly cà phê người ta phải nấu nước với một cái độ sôi nhất định để mới có thể pha được cái ly cà phê hay là một cái ly trà. Nói một cái thông dụng này, cũng vậy, trong một thời thiền tối thiểu thì cũng phải có một cái thời gian, một thời gian đó khoảng là nửa tiếng hoặc là một tiếng thì cái hiện tượng ứng chứng nó mới khởi lên được. Mà bây giờ mình đi xe rồi mình trở về cũng xe thì cái thân thể nó mệt nhọc đi, và mệt nhọc mình ngồi đó, là thân thể nó uể oải, và thân nó uể oải thì nó dẫn đến tâm bị ôn trọc, tâm nó bị phóng dật vân vân. Cho nên cái hành xứ mà cũng lợi, tức là cái chỗ mình đi từ cái chỗ trú xứ mình đi tới nơi mà gọi là điều Phật thực á, tức là đi khất thực đó, đối với tiền lô đó, thì nó không quá xa mà nó cũng không có phí sức nhiều. Lại nữa khi nó đi nó cái hướng đi á mà thuận lợi nhất là cái hướng nam bắc, bởi vì khi mà mình đi vào cái hướng đông tây thì khi mình đi cái mặt trời buổi sáng lên nó chiếu rọi cho thân mình, nó chiếu rọi thân mình, rồi mình đi nó cảm thấy là mệt mỏi. Rồi sau khi mình đi bắt nó thực về thì mình theo cái hướng theo tây đưa về thì cái mặt trời á, nó cũng xoay theo cái đó và ánh nắng mặt trời nó càng lúc càng chói chang lên. Cho nên đi cái hướng nam bắc thì nó tránh được cái mặt trời ở hướng đông, hay mặt trời nó không có chiếu thẳng vào mặt mình, chiếu thân mình, nên làm cho bớt cái thân thể mình bớt cái mệt nhọc. Cho nên cái hành xứ thuận lợi nó là như vậy. Và thứ ba là cái lời nói thuận lợi. Lời nói thuận lợi là chúng ta đã đang học tập nó đây, tức là nghĩa nói về giới định tuệ, nói về tinh tấn, nói về thiểu dục, nói về biết đủ vân vân, hay là nói về tri kiến giải thoát này, tánh xa 32 cái điều thì nói vô ích. Họ cho dù nói là những lời tốt đẹp như là nói về tinh tấn, nói về giữ giới, nói về nhẫn nại, nói về thu thúc các môn quyền, nói về những cái lợi ích của giới định tuệ vân vân, nhưng những điều đó cũng hạn chế nhiều hơn. Chứ không phải là cái lời điều cái lợi ích là mình cứ nói hoài là không được. Mặc dù đã tránh xa những điều bất lợi rồi, tức là không có nói những điều nhảm nhí, không có những điều vô ích rồi, nhưng điều có hữu ích cũng hạn chế bớt, bớt nói. Đó là cái lời nói được gọi là phát xá sát ba giá, tức là cái lời nói thuận lợi. Nói gọn là tránh nói 32 điều nhảm nhí, và dù rằng có cái điều lợi ích như là giới định tuệ thì vân vân thì cũng hạn chế. Cái không phải là thường nói vậy, thường nói là cái tâm mình nó bị rơi cũng giật liền, nó sẽ không có được kinh an, nó không có được ổn định. Điều thứ tư là cái người thuận lợi, tức là bút cái lá sắc ba giá, tức là thân cận với người nào, khi mình thân cận với người nào mà cái những cái thiện pháp mình nó chưa sanh nó sinh khởi, và những cái bất thiện pháp đang có bị đoạn trừ, đó là cái người mà nên thân cận. Còn nếu gần thân cận với người nào mà cái những bất thiện pháp nó chưa sanh nó được sinh khởi, và những cái thiện pháp nó chưa sanh nó sẽ không lên. Rồi cái những bất thiện pháp nó đang sanh nó được tăng trưởng, như vậy thì những cái người này nó không phải là cái điều thuận lợi. Nếu cái người thuận lợi, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp sau những cái phần sau về cái người thuận lợi này. Và thứ năm là cái thực phẩm thuận lợi, tức là vô cha ná sát ba giá, tức là cái khi mà mình ngồi đó mà được cái ấn tướng nó sanh lên đó, nó sanh lên đó, thì không phải là mình hoan hỉ rồi cái mình nói là thiền mình đạt kết quả tốt, mình so tay so chân rồi vuông vai lại cái hài lòng, như cái đó là một cái thất bại cho hành giả. Mà cần phải lưu ý rằng
hôm nay cái thời thiền này so với thời thiền kia, cái thời thiền này nó có tiến triển hơn, nó có được cái nhiều cái pháp tốt đẹp khởi lên hơn, thì phải xem lại là hôm nay ta đã dùng loại thực phẩm nào. Nếu như cái không phải là những thực phẩm trong cái thiền đường, trong cái thiền đường thì người ta nói nấu chung với nhau vậy thôi thì buộc lòng phải dùng thôi. Nhưng mà nếu như mình có cơ hội, mình sẽ dùng những loại thực phẩm nào mà nó thích hợp với cái cơ thể mình cho nó được tốt đẹp nha các bạn. Chứ còn dĩ nhiên trong một cái khóa thiền rất là nhiều, cả ngàn người hoặc là 2.000 người hoặc là 200-300 người thì nhà biết người ta nói chung vậy thôi, chứ người ta đâu có biết mình như thế nào đi, thì phải đành chịu thôi. Nhưng mà nếu như mình có cơ hội thì mình tìm những cái khi mình trong cái thời thiền này mình thấy rằng là mình được phát được tiến triển hơn, thì phải xem xét lại hôm nay ta dùng cái loại thực phẩm nào. Có thể là cay quá không, hay là không có cay quá, vừa ăn hay là mặn quá, hay là nó được ngọt quá. Nếu như thường thường dùng đồ ngọt nhiều quá đó, thì cái hành thiền nó dễ phát sinh phong trầm lắm. Còn dùng đồ mặn nhiều quá đó thì hành thiền nó dễ phát sinh phóng dật, cho nên nó không mặn quá cũng không có ngọt quá, nó vừa. Thì hoặc là có một số người không chịu được cái dầu mỡ, ăn dầu mỡ thì họ sẽ không có tâm, họ định định được. Đó là những cái thực phẩm bất lợi. Còn trái lại, mình quan sát là hôm nay ta dùng loại thực phẩm như vậy, nó được kết hợp như vậy, thì đó là gọi là cái thực phẩm thuận lợi, tức là pochana sapaya. Thứ sáu là cái thời tiết thuận lợi, tức là ú tú sapaya, tức là có những cái thời thiền mà với cái thời tiết nó mát nó dịu cho nào vậy, thì cái pháp mình nó sanh lên rồi nắm bắt cái đó thì phát triển rất là tốt. Qua có những cái lúc mà thời tiết nó khắc nghiệt hay là nó lạnh quá mình ngồi không được, thì đó là cái một yếu tố bất lợi về thời tiết. Và trường này chúng ta điều này chúng ta cũng thấy trong cái tiểu bộ kinh cho hàng hoàng câu chuyện của ngài như là Sư Phụ Tí trưởng lão Tăng Kệ đó, mình rõ ràng nhất là câu chuyện của ngài Giri Manda. Ngài Giri Manda là một cái vị quan đại thần của vua Bimbisara. Và khi ngài xuất gia trong giáo pháp này thì vua Bình Sa có hứa là cúng dường cho ngài một cái cốc để mà ngài ngồi trong đó ngài tu tập. Nhưng mà do công việc nhiều quá cho nên vua Bình Sa quên đi. Tới khi mà nhớ lại thì ngài cất cho rất là khi đó trời hạn hán khởi lên, và vua Bình Sa nhớ lại và hứa mình tại vì mình hứa của vị sa môn như vậy mà mình không có thực hiện đúng, cho nên mới sám hối và cất lọc máy cho ngài Giri Manda. Khi mà lọc máy xong ấy, thì thần mưa kéo mưa xuống, mưa ào 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 xuống. Và trong khi mà cái thời tiết đang nóng vậy, mưa xuống như vậy, thời tiết nó trở nên mát mẻ, và cái vị đó ngồi ở trong cái thời tiết tốt đẹp nhé, thì ngài thành thiền và cái ấn tướng nó sanh khởi lên. Khi sanh lên á, ngài bắt lấy ấn tướng đó, ngài quán xét, ngài chứng đạt quả thánh quả A La Hán, và ngài có cái ngôn rằng là trời mưa như hát ca khéo hát với nhịp điệu, ta ngồi trong am thất những an lạc khéo chở che, thần mưa hỡi thần mưa hỉ mưa đi nếu người muốn nhà vậy. Đó là câu kệ ngôn để cho thấy rằng cái thời tiết nó cũng đóng một vai trò quan trọng, nó giúp cho cái mình có thể là phát triển lên cái thiền chứng, hoặc là nó làm cho thiền chứng mình bị tiêu mất đi. Trong cái tiểu bộ kinh về cho trưởng lão Tăng Kệ có những cái câu kệ ngôn nói về những cái thời tiết là như vậy. Rồi điều thứ sáu bảy, điều thứ bảy là ai nghi thuận lợi, tức là Iriya Bát Á Sắp Bà Giá. Cái ngôi kia có nhiều người á, khi đi kinh hành thì cái ấn tướng nó sanh khởi lên, mà đấy lại cái người mà
ngồi đó, nhiều khi phần lớn thì người ngồi thì ấn tướng nó sẽ giỏi hơn, nhưng mà có những người mà đi kinh hành thì ấn tướng nó sẽ giỏi lên. Cho nên thời lúc Phật cũng có những vị tỳ khưu, hay là sau này cũng có những vị tỳ khưu thường đi kinh hành nhiều hơn, bởi vì cái gì đi kinh hành á, nhưng mà nếu mà chú ý quan sát kỹ thì đôi khi cái ấn tướng nó sinh khởi lên, mà ngồi thì là ấn tướng nó chậm sinh khởi lên. Cho nên cái quay nghi nó cũng đóng một cái vai trò nằm trong đó. Và trong cái sự mà quan sát sang quay nghi thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới, tức là chúng ta có thấy cái bảy cách như vậy, bảy cái trú xứ, bảy cái điều thuận lợi cho cái sự hành pháp và bảy cái điều bất lợi trong cái sự hành pháp. Thì điều này chúng tôi đã nói trong cái phần giảng về định rồi, nhất là đề mục ca sinh há đất kìa vậy. Cho nên chúng tôi chỉ được bỏ qua vậy thôi. Rồi thì khi bảy khi mà cái chín cái điều này thì được sanh lên thì hành giả phải thực thi một cách cẩn trọng. Khi mà cái sự mà mình thực hành liên tục kiên trì, tức là không bỏ dở. Trong những cái thiền đường cũng quy định rằng là một tiếng ngồi rồi một tiếng đi, một tiếng thiền tọa, một tiếng một giờ đó, một giờ thiền tọa rồi một giờ thiền hành. Không phải là luôn luôn một bài nghi, không phải, những thay đổi như vậy, đúng không? Và mình thực hành một cách thích hợp và tăng cường mình gìn giữ ấn tướng của định, tức là ấn tướng sanh lên cố gắng gìn giữ nó, đừng để làm cho mất kìa các bạn, rồi làm quân bình với các pháp giác chi, đúng không? Và đặc biệt là vượt qua cái khổ nhờ từ bỏ, và không dừng lại nữa chừng, nó là như vậy. Bây giờ chúng ta nói tới cái vấn đề tam tước, nó là cái tam tướng là cái điều quan trọng ở trong cái pháp hành minh sát, và đặc biệt đây là cái cửa để khai mở, bắt được tam tướng làm nền tảng để mà tiến lên những cái tuệ nó cao hơn, hay là tiến sâu vào trong cái pháp hành. Cái tuệ phân biệt danh sắc và tuệ nhận biết duyên của danh sắc đã giúp hành giả lập cái nền tảng để giúp cho cái tuệ này, và cái tuệ này chủ yếu phải thấy cái sự diệt bỏ cái danh sắc đó, là phải nhớ được cái yếu điểm, cái điều trọng yếu của cái tuệ này là phải thấy được sự diệt bỏ danh sắc. Thì muốn thấy được sự diệt danh sắc thì phải nói tới cái tâm tướng, tức là vô thường, cái khổ, vô ngã, và chúng ta phải nắm bắt được cái vấn đề tâm tướng này. Thì cái phần này chúng tôi sẽ trích dẫn từ trong tập Vipassana Dipani Tika, tức là tập này được dịch là Thiền Quán Nguyên Thủy, do ngài thiền sư Asapha Thera người Thái Lan, quý vị này đã biên tập lên với cái bộ sách là Vipassana Dipani Tika, và được sư Giác Nguyên đã dịch, và cái quyển sách này cũng ra đời cách đây không biết là lâu hay không, nhưng mà nó ra đời cách đây xuất bản vào năm 1998, tính là cũng hơn 20 năm. Sách này cũng thuộc về nhà sách cổ đó, và vào giai đoạn đó là sư Giác Nguyên đã dịch cái tác phẩm này. Có lẽ thôi là chỉ mình còn mình sư được có cái quyển này thôi, chứ khó tìm nữa. Thì tóm lược như sau, thì ngài Bố Thá Khô Xá ở trong tập Atha Sanini á, ký hiệu là AS đó, thì ngài đã có ghi như vậy: Anicca Lakkhana, Dukkha Lakkhana, Anatta Lakkhana, Cetti Tini Lakkhana ni. Thì được dịch ra như vậy, gọi là tam tướng là chỉ cho vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng. Thì cái chữ Lakkhana là chỉ cho tướng trạng hay là trạng thái,
Chữ tắc thanh á đó, ý nghĩa, nguyên nghĩa là cái trạng thái hay là cái tướng trạng, là tùy mình dịch cái nào cũng được hết. Thì trước tiên hành giả phải cần nhận định được cái tánh là pha quát, cái tánh là pha quát, và cái tướng là lắc khá ná. Còn tánh là gì và tướng là gì thì hành giả phải nhận biết được cái tánh và cái tướng. Mặc dù tánh là tướng và tướng cũng là tánh, nhưng nó có những cái khí cạnh khác nhau chứ không phải giống nhau hết. Tánh là cái điều kiện tự nhiên nó diễn tiến như vậy, nó không có gì mà sai khác hết, không sai khác hết. Còn tướng là có thể hiện ra điều ấy, tức là hiển lộ ra cái điều ấy. Như nói đi, nói chuyện đi là chỉ cho một tính cách thâm lụ đi thôi, đó là tánh. Còn nói sự đi, đi là chỉ cho cái thâm lụ, đi đứng nằm ngồi cái gì đó, không nói ai hết, nó chỉ đi thôi, đó là cái tánh. Còn nói sự đi, đó là cái tướng. Đi như thế nào? Đi nhẹ nhàng, đi chậm rãi, đi thông dong, hay là đi thì thô tháo, đi nhanh lẹ, đúng không? Đó, thì cái đó được gọi là tướng. Cho nên chúng ta nắm bắt như vậy. Nói gọn hơn chúng mình dễ nhớ ra nhỉ? Tánh là nó diễn tiến theo một quy luật như vậy, nó diễn tiến theo một cái điều tự nhiên nó là như vậy nha. Rồi còn tướng là gì? Tướng là cái điều mà diễn tiến như vậy đó, nó được thể hiện ra qua cái tâm hình giả bắt lấy được nó. Nào, thì cái tâm hình giả bắt lấy được nó thì nó trở thành tướng. Mới cách khác, tánh là cái điều mà diễn tiến ra như vậy. Còn khi tánh làm cảnh cho tâm, tức là tâm bắt lấy cái cảnh mà nó hiển lộ ra, thì cái cảnh do cái tánh nó làm cảnh, tánh nó làm cảnh cho tâm thì nó trở thành tướng. Nói cách khác, ví dụ như vô thường, khổ, vô ngã, dù biết nó hay không biết nó thì cái danh sắc này nó cũng vẫn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Dù chúng ta biết nó là vô thường, khổ, vô ngã, hay không biết là vô thường, khổ hay vô ngã thì nó vẫn cứ là vô thường. Chứ không phải vì chúng ta biết nó vô thường mà nó vô thường, mà ta không biết nó vô thường thì nó là thường, nghĩa là không có. Dù cho biết hay không biết thì nó vẫn cứ là vô thường. Dù cho biết hay không biết thì danh sắc này nó vẫn cứ là khổ. Dù chúng ta có biết hay không biết thì danh sắc này nó vẫn cứ là vô ngã. Như vậy thì khi chúng ta không biết nó là vô thường, không biết nó là khổ, không biết nó là vô ngã thì nó cũng vẫn diễn tiến như vậy thôi, diễn tiến như vậy thôi, nó không gì sai khác hết. Nhưng mà khi chúng ta biết nó là vô thường, thì biết cái danh sắc này nó là khổ, biết danh sắc này nó là vô ngã thì cái biết nó, cái tánh đó, đó nó trở thành là cái tướng, tức là nó lộ ra rồi, nó biểu hiện ra rồi, nó làm cho cái sự cái vô thường nó là hiển lộ ra, nó đã thể hiện ra cái điều đó. Cho nên Bali có giải thích về vô thường, về cái nghĩa vô thường như sau, tức là lắc khanh tí, lắc khí tắc băng, ane na tí bằng là lắc khanh á, tức là sao, là vô bài cái tính chất, vô bài cái tính chất, đưa ra một cái vô bài một tính chất đó, được gọi là tướng. Cái vô bài một cái tính chất, tức là thể hiện một cái tính chất đó, thì gọi là tướng. Rồi anicca phaboti anicca, tức là bản chất là vô thường nên gọi là vô thường tánh. Cái nghĩa hai câu này có nghĩa là chúng ta phải hiểu như vậy: nó có sự kiện sanh lên rồi diệt mất, sanh lên rồi diệt mất một cách nhanh chóng như vậy. Cho dù chúng ta biết cái tâm chúng ta sanh lên là rồi diệt mất đi nhanh chóng, hay không biết cái tâm chúng ta sanh lên rồi diệt đi nhanh chóng, hoặc là cho dù chúng ta có biết cái sắc này nó sanh lên rồi diệt đi một cách nhanh chóng, hay là không biết cái sắc này nó sanh lên hay nó diệt đi một cách nhanh chóng thì nó cũng vẫn cứ sanh lên và diệt đi, cứ sanh lên diệt đi, chúng ta đọc lại như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta không biết thì nó là tánh, mà khi mà chúng ta biết
thì nó là cứ có vậy thôi. Ngữ nghĩa cũng không gây khó hiểu lắm. Và một câu Pali tiếp nữa là anicca, anicchata ye quá lắc khả năng là anicca, anicca lắc khả năng. Có nghĩa là tự nhiên là trạng thái vô thường tánh được gọi là vô thường tướng, tức là khi đó mới chỉ cho cái tánh sinh diệt nó bị cái tâm biết, cho nên cái trạng thái vô thường tánh được gọi là vô thường tướng là như vậy. Thì các pháp của quy luôn luôn có cái trạng thái sinh ra rồi diệt, cho dù có người đó biết hay không biết nó vẫn cứ sinh diệt. Bây giờ chúng ta điển hình giống như một con người chúng ta đi. Một con người mà giờ chúng ta cái học Phật pháp hay là không học Phật pháp thì Phật pháp cứ là như vậy thôi, nghĩ là con đường như vậy thôi. Nhưng mà nhờ học chúng ta biết thì chúng ta nó bắt được cái Phật pháp. Dù cho chúng ta học Phật pháp hay không học Phật pháp thì danh sắc này nó vẫn cứ là vô thường, nó cũng sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Nhưng khi chúng ta thực hành pháp thì chúng ta thấy rõ cái tính vô thường nó rõ ràng như vậy, rõ ràng ra, nó hiện bày ra. Giống như chúng ta biết rằng là ở trong cái bầu trời này có rất nhiều cái ngôi sao như vậy. Chúng ta nhìn lên chúng ta thấy, nhưng có những ngôi sao chúng ta không thấy. Cho dù chúng ta không thấy ngôi sao đó nhưng thì nó vẫn có cái ngôi sao đó, chứ không phải gì do chúng ta không thấy mà nó không có ngôi sao đó. Nhưng một lúc nào đó chúng ta có cái kính viễn vọng rất là hiện đại, rất là cực kỳ là mà gọi là nhẹ nhàng đưa vào đó, chúng ta thấy được những cái hành tinh đó, thấy được cái ngôi sao đó, thì cái ngôi sao nó hiển lộ ra. Hay ví dụ này cũng vậy, khi mà không thấy thì nó vẫn có ngôi sao, nó gọi là tánh. Nhưng khi mình có nhờ cái viễn vọng kính nhìn thấy được ngôi sao thì ngôi sao nó trở thành tướng. Cũng vậy, khi không thực hành cái pháp hành thiền tuệ hay là thiền quán thì không biết được cái vô thường, sanh rồi diệt hay là khổ não sanh khởi, nhưng nó vẫn có, cho nên cái đó được gọi là tánh. Nhưng khi hành thiền quán rồi thì cũng giống như có một cái viễn vọng kính thấy được cái ngôi sao nó truyền khuất từ lâu. Cũng vậy, cái mình biết nó vậy nhưng mà bây giờ mình thấy nó hiện bàn cách rõ ràng như vậy thì cái đó nó đã nhận thức được như vậy. Khi mà nhận thức được, biết được nó như vậy thì nó trở thành là cái tướng là như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái sự, khi mà thấy được cái sự sinh diệt nó đó thì hành giả đã nhận biết được cái tướng vô thường. Còn như không thấy được sự sinh diệt thì cái sự sinh diệt nó vẫn tiếp tục và nó cũng vẫn cứ là như vậy thôi, nhưng nó là tánh vô thường chứ không phải là tướng vô thường. Nên chúng ta nắm bắt nhỉ. Về cái về về sự khổ thì có Pali giải thích như sau: túc khách xá khoa vô tí túc khách ta, thì bản chất là khổ nên gọi là khổ tánh. Cái bản chất của cái hữu vi này nó là khổ. Cho dù chúng ta cứ hiểu lầm rằng cái sắc này nó là lạc, do dùng ta hiểu lầm rằng cái tâm thiện này nó là lạc, thế cho dù chúng ta hiểu lầm rằng là cái tâm thiền này nó là lạc, nhưng thực tế nó vẫn cứ là khổ. Chính vì cái thực tế đó, cái thực tính đó nó là khổ nên gọi là tánh khổ. Thông thường chúng ta nghĩ là khi tôi làm một cái việc thiện với một tâm thiện thì tôi cảm thấy an lạc, cái an lạc nha. Nhưng mà không thấy được nó cái khổ, không thấy được cái khổ, nhưng cái khổ nó vẫn có, bởi vì nó là pháp vô vi thì nó phải có khổ. Khi một người chứng đắc thiền thì người đó càng cảm thấy mình an lạc, nhưng mà thực tế nó bị một cái ảo giác, bị một cái ảo tưởng đó. Nó thật ra thì nó vẫn cái khổ trong đó. Bởi sao? Bởi cái tâm thiền đó nó vẫn là pháp vô vi, mà đã vô pháp vô vi thì phải khổ, thế chứ nó không có lạc được. Nhưng nó bị chìm ẩn, nó bị chìm đắm bên kia, nó bị một cái lớp vô minh và một cái lớp ái dục nó phủ lên trên, và chúng ta không thấy nó, mà chúng ta cho nó là an lạc và bám víu trong đó, nó dẫn lấy một cái ái dục với sự khởi lên. Cho nên cái câu Bali trên nói rằng lúc khách xá qua vô tí lúc khách ba bản chất là khổ, bản chất là khổ, thì đã là hữu vi bản chất không phải là khổ, nó không có tìm đến một sự an lạc nào hết, thì đó là cái khổ tánh. Nó là y nhiên như vậy, nó thường hằng nó là như vậy, nó luôn luôn là như vậy. Rồi tiếp theo,
Đức khá ta dê quá lắc khả năng, đức khá lắc khả năng này bằng tu ca lắc khả năng, nghĩa là trạng thái cổ là cái tướng trạng này là cổ tướng, trạng thái cổ là cổ tướng, tức là khi mình cái nhận thức được cái sự khó chịu trong lúc bực mình, hoặc là trong lúc mà thiền cái tâm mình nó khổ sở là tại sao mình không có chứng đắc được, mình cái nôn nóng nôn nao chứng đắc được. Có một số hành giả bước vào thời thiền á, cứ nôn nao là tưởng rằng chỉ 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày là chứng đắc được thiền định. Xin thưa, chờ đi, chưa có đủ một cái lửa nóng để mới vừa nhắc để cái ấm nước lên là mới 1 phút 2 phút mà bảo rằng cái ấm nước nó sôi thì xin thưa không có chuyện này xảy ra được đâu. Con người chúng ta hiện nay ở vào cái thời kỳ 2560 mấy đời thì cái trí tuệ chúng ta nó giảm rất là nhiều so với các ngày từ trước đó, không bằng rồi. Mà cái ngày đọc cái kinh điển mình thấy rằng cái ngày hành pháp nhanh quá, mấy tháng mấy vài ba ngày có nhiều vị mới vừa cạo tóc xong chứng quả thánh rồi, thấy nhanh quá hay quá. Người ta đã đào luyện tích trữ biết bao lâu rồi, còn mình chưa có cái gì hết mà cứ muốn được như ta. Cũng giống như thấy một cái anh sinh viên đại học giải bài toán hay quá, còn trong khi mình nó chỉ bài toán cộng chưa xong mà muốn được như anh sinh viên đó thì xin thưa chờ đi. Cho nên dù biết hay không biết thì cái khổ nó cũng có, nhưng mà khi mà nhận thức được cái trạng thái khổ đó, trạng thái khó chịu, trạng thái bất bình, trạng thái u não hà hoạt, cho dù rằng nhận thức được cái sự khổ của cái tâm thiện, nhận thức được cái khổ của những cái tâm thiện chẳng hạn vậy, thì khi đó vì cái sự đó được gọi là tướng khổ, còn không thì nó trở thành là cái tánh khổ như vậy. Chúng ta mới nắm bắt như vậy thì các pháp mới cái câu kệ thứ hai, tức là đúc khá ta nhi, đúc khá ta nhiều quá lắc khả năng bằng là đúc khá lắc khá ná, khả năng tức là trạng thái khổ là khổ tướng, tức là nhận thức được cái tê chân nhức mỏi rồi thì tê cứng rồi hiện đau quá mệt cái khác vậy, thì đó là cái khổ tướng. Thì chúng ta biết là các pháp hữu vi á luôn luôn có bản chất mãi diệt, cho dù có người biết hay không biết thì nó vẫn cứ diễn biến vậy, nó vẫn cứ hoại diệt như vậy, thì đó là cái khổ tánh. Còn khi hành giả nhận thức được cái sự khổ, nhận thức được cái khổ tánh đó, biết được cái khổ tánh đó thì như là biết như thế nào, như là tóc đã bạc, răng đã rung lai, rồi mắt đã mờ, tai đã lãng, chân tay nó không còn điều khiển giống như cái tuổi thanh xuân nữa, nó đi đứng một cách nặng nề, thì khi nhận thức được cái sự khổ đó thì cái khổ tánh nó trở thành cái khổ tướng. Chúng ta biết nắm bắt được như vậy. Nói cách khác, khi khổ tánh là cảnh khổ tâm thì cái khổ tánh nó trở thành khổ tướng, có vậy thôi, cũng gọn chứ không có gì khó khăn lắm. Về vô ngã, tức là biết được cái trạng thái vô ngã hay là không. Dù biết hay không biết thì trạng thái vô ngã nó vẫn có. Đi trên ngày của Thánh Quang Sáng ngày mới giải thích như vậy. Anattasa Pavoti Anatta, tức là bản chất là không có cái bản ngã nên gọi là vô ngã tánh. Cái bản chất của nó không có một cái bản ngã nào nằm trong đó hết. Nó không có một cái gì thường hằng nằm trong đó hết. Cho nên cái câu bài liên thứ nhất là Anattasa Pavoti Anatta, cái bản chất là vô ngã, cho nên là không có cái bản ngã nào nằm trong đó hết. Mà từ lâu rồi mình đã bị nhầm lẫn, cho nên gọi là vô ngã tánh. Rồi cái câu thứ hai, Anatta dê quá lắc khả năng, là Anatta lắc khả năng, tức là cái trạng thái vô ngã nó hiển lộ ra,
nên gọi là vô ngã tướng. Cái trạng thái vô ngã nó hiển lộ ra thì nó được gọi là vô ngã tướng. Thì như vậy thì cái bản chất của các pháp nó không có một cái thực thể nào cả, nó không có cái trường tồn, nó không có một cốt lõi, nó là mỏng manh, nó không có, nó là rỗng không, nó không có cái điều gì nào trong đó cả. Một cái tướng của vô ngã nó là rỗng không. Thì nhân giả khi mình nhìn thấy được danh sắc này nó rỗng không thì cái rỗng không nó trở thành là cái tướng. Còn như là hành giả mà không thấy được cái sự rỗng không của danh sắc này thì cái danh sắc này nó rỗng không, cái sự rỗng không của danh sắc đó nó là tánh, có vậy thôi. Thì bây giờ hành giả mà khi mà thực hành thiền minh sát đó, thấy các pháp dù là hữu vi hay vô vi, dù là chân đế, tức là cái chữ Pali là Paramattha-sat-cha đó, dù là chân đế, chữ Paramattha-sat-cha này thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế, nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái chữ chân đế thôi. Parama là cao tột, rồi thì Attha là cái nghĩa lý, sat-cha là sự thật, Paramattha-sat-cha là một cái chân đế, tức là một cái sự thật đúng là như vậy chứ không có sai khác được. Thì hành giả khi mà thực hành thiền minh sát thì thấy các pháp dù là hữu vi hay vô vi, dù là chân đế hay là chế định, tức là banh nhất lý, đều trống rỗng, đều trống rỗng, tức là sunyato, là sunyata, đều là trống rỗng. Đó là cái tướng vô ngã. Nói cách khác, khi sự rỗng không này nó thành đối tượng của cái tâm nhận thức thì cái tánh vô ngã nó trở thành là tướng vô ngã. Thì cái sự rỗng không chỉ cho cái tánh vô ngã, mà khi mà cái tánh vô ngã này bị tâm nhận biết được, bị trí nhận biết được thì nó trở thành là tướng vô ngã, có vậy thôi. Và cũng điều cũng nên lưu ý đặc biệt rằng cái vô thường tánh và hay vô thường tánh hay khổ tánh chỉ cho các pháp của việc. Nếu chúng ta nói vô thường tánh cũng được, hay là khổ tánh cũng được, hay là vô thường tướng cũng được, người khổ tướng cũng được, chỉ có khác nhau cái này, gọi là tánh là do không thấy nó, không biết nó, còn gọi tướng là do biết được nó, thấy được nó, và có vậy thôi. Thì do thường tánh hay khổ tánh chỉ cho các pháp hữu vi, riêng vô ngã tánh thì chỉ cho tất cả các pháp. Như Phật ngôn trong kinh Pháp Cú câu 277, 278 và 279 có ghi như sau: Sabbe Sankhara Anicchati, là các pháp hữu vi là vô thường, như vậy. Rồi Sabbe Sankhara Dukkhati, các pháp hữu vi là khổ. Nhưng mà Sabbe Dhamma Anattati, Anattati tức là các pháp là vô ngã. Ở đây cho chúng ta thấy rằng khi Đức Phật này là dạy rằng Sabbe Sankhara Anicchati, tức là các pháp hữu vi, nghĩa là các pháp hành là khổ. Như vậy thì các pháp hữu vi là khổ, thì em xin lỗi, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe Sankhara Anicchati, các pháp hữu vi là vô thường, vậy thì pháp vô vi là thường, tức là tức là Nibbana là thường, hai bạn. Rồi Sabbe Sankhara Dukkhati, tất cả các pháp hữu vi là khổ, thì Niết Bàn là pháp vô vi, không do duyên tạo tác, không do duyên nhân duyên sanh lên gì cả, thì nó là lạc. Cho nên có câu chuyện ngon là Nibbana Paramang Sukhang, Niết Bàn là lạc tối thượng, hai bạn. Nhưng mà ngay cả Niết Bàn cũng không có bản ngã nào hết, cho nên mọi người mới dạy là Sabbe Dhamma Anattati, tất cả các pháp đều là vô ngã. Cho nên không có Niết Bàn không phải là một cái cõi để cho cái vị đó, cái vị thánh A La Hán viên tịch rồi đi vào đó tạm ngủ ở một thời gian, rồi khi nào khỏe phắn cái nhảy ra tế độ là chúng sanh, cái thuyết thị hiện được khỏi lời, không có. Nên Sabbe Dhamma Anattati, tất cả các pháp là vô ngã, nó rõ ràng. Thì cái Niết Bàn này nó chỉ là cái cảnh để bị tâm biết thôi, chứ nó không phải là cái cõi để sau khi vị A La Hán viên tịch rồi
đi vào trong đó, gọi là ngay cái niết bàn hiện hiện vân, cái niết bàn cũng nắm không có, là phải nắm bắt được như vậy. Và cũng là một điều chúng ta phải lưu ý tiếp rằng những cái danh từ như là vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng, hay là vô thường tánh, khổ tánh, vô ngã tánh, hay là niết bàn vân vân, tức là niết bàn á vân vân, thì tất cả cái đó cũng chỉ là danh chế định mà thôi, chỉ danh chế định mà thôi, chứ không phải là một cái thực tướng, chỉ danh chế định thôi, đó chỉ là cái ngôn ngữ mà thôi, được gọi là nam á banh đắc lý, tức là danh chế định thôi. Nó chỉ cho cái những cái danh chế định này, nó chỉ cho một cái ý nghĩa của chế định, chữ Pali gọi là Artha Banh Chắc Lý. Cho nên hành giả phải phân biệt được cái căn đế và cái chế định, không có lạm dụng để mà cứ nghĩ rằng là tôi thi hành này phải niệm như vậy, niệm như vậy, niệm như vậy. Thì chúng tôi sẽ nói tới trường hợp tại sao là khi đến đi này, đi dở bước đạp nhấn dở bước đạp nhấn hay là nghe ngửi thấy niệm vân vân, tại sao phải như vậy thì chúng tôi sẽ giải thích về sau những cái điều này. Và bị bám vào cái đó là xem như bám vào chế định, nó không phải là một cái paramattha sanh giá, tức là một cái chân đế, nó không phải là một cái xoa phá quá tham á, tức là một cái thực tướng pháp, không phải như vậy. Thì tất cả những danh từ đó, tất cả những danh từ, bất kỳ danh từ nào cũng chỉ là một cái nam áp banh chất lý, tức là cái danh chế định mà thôi, để nhằm nó chỉ cho một cái nghĩa chế định, tức là áp banh chất lý mà thôi. Những danh từ chế định đó nó không phải là cái pháp thực tính, tức là nó không phải là sáu pháp quá tham á, mà nó chỉ cho một cái trạng thái của pháp thực tính đó thôi. Cái trạng thái không đến nó diễn tiến lên như vậy thì người ta mượn một danh từ để chỉ cho một cái trạng thái nó là như vậy thôi, và cái trạng thái diễn tiến như vậy đó, diễn tiến như vậy đó là nó chỉ cho một cái trạng thái của bất khả ná, tức là một cái tướng trạng của cái pháp chân đế. Nếu như những danh từ đó, những danh từ đó nó thuộc là danh chơn chế định, tức là những từ ngữ chỉ cho một cái pháp thực tính, cái chữ Pali gọi là vichamana banh nhất lý, tức là danh chơn chế định, tức là những cái từ nó chỉ cho một cái pháp thực tính, một trạng thái của pháp thực tính. Từ cái từ chuyên môn gọi cái danh từ chế định đó là trạng thái chế định, chữ Pali gọi là akara banh nhất lý, akara banh nhất lý, tức là cái trạng thái của chế định. Đó, thì nó chỉ ra danh từ đó thôi. Thì akara banh nhất lý là cái trạng thái pháp có thật, cái trạng thái pháp có thật nhưng mà phải đặt ra danh từ để gọi, để thông tri lẫn nhau. Như là chúng ta thấy rằng sự cứng hay mềm của đất là có thật, sự cứng hay mềm của đất là có thật, thì phải dùng danh từ để gọi nó thôi. Ví dụ để nó cứng mềm để thông tri với nhau, thì ở Việt Nam gọi là cứng mềm, nhưng mà ở Ấn Độ thì gọi chữ khác, rồi ở Mỹ gọi chữ khác, rồi ở Trung Quốc thì gọi chữ khác, ở Campuchia gọi chữ khác, cũng là cứng mềm. Như vậy tất cả cái mình gọi là cứng mềm đó là tức là cái ngôn ngữ Việt Nam, nó cũng chỉ là một danh chế định thôi, hay bất kỳ một nước nào thì gọi cái cứng mềm nó cũng chỉ là một danh chế định mà thôi. Nhưng cái sự cứng sự mềm đó nó có thật, nhưng mà người ta đặt ra để mà thông tri với nhau thôi. Nhưng mà ở đây cái trạng thái tức là cái trạng thái chế định á, akara banh nhất lý á, trạng thái chế định á của pháp hữu vi thì nó khác biệt với cái pháp vô vi. Pháp vô vi chỉ có một cái trạng thái duy nhất là nó tịch lặng, tức là yên tĩnh hoàn toàn thế thôi. Còn cái akara banh nhất lý, cái trạng thái chế định của pháp vô vi á, nó khác biệt với nhau. Bởi vì sao? Vì cái pháp của vi nó có các trạng thái, tức là cái lắc khá ná đó nó khác biệt với nhau, khác biệt nào, nó không giống nhau chút nào cả. Cho nên chúng ta phải từ cái trạng thái đó chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa của nó.
Ví dụ như chúng ta thấy có tâm sở xuất là phát xá cái hạn này, phát xá thì nó có cái trạng thái là chạm lấy cảnh, nó đụng với cảnh, nó chạm với cảnh, nó va chạm với cái cảnh. Chữ Pali gọi là Upasana Lakkhana, Upasana Lakkhana tức là cái trạng thái của tâm sở xuất là va với cảnh, chạm với cảnh, đụng với cảnh hàng vậy. Rồi chúng ta có một cái tâm sở khác, đó là tâm sở tưởng hàng vậy. Như chữ Pali gọi là Sanya đó, Sanya. Thì Sanya nó có cái trạng thái là nhớ lại, tưởng lại. Rồi sau này có những cái từ khác cũng là có ý nghĩa này, nhưng nó kẻ có giải bài bướm hơn, đó là hồi ức, hồi ký, vân vân. Thì nó cũng chỉ là tưởng thôi, thì chúng ta nó đơn giản cái chữ tưởng cũng được, không cần phải bài bướm lắm. Thì nó có cái tưởng nó có một trạng thái là gì, tức là sanchanana lakkhana, tức là có trạng thái là nhớ lại, có trạng thái là quay lại, biết cái chuyện ở nhiều đã qua vậy. Cái tướng trạng của nó là sanchanana lakkhana. Rồi sự cố ý tư, sự cố ý tức là chetana, thì nó có trạng thái là gì, là cố quyết hay là hành động nha bạn. Chetana với giá lắc khả năng cái đấy nha. Rồi còn cái akara ban nhắc tiếng vô vi chỉ có một tướng trạng thôi, đó là vắng lạnh các phiền não, nên nó không có cái ngũ uẩn luật. Cái akara ban nhắc tiếng có cái nipana đó, nó là vắng lặng các phiền não, vắng lặng luôn cả cái năm uẩn. Nó chỉ có một trạng thái, một đó là sự tịch tịnh mà thôi. Chi pháp của cái này nó chính là cái niết bàn á. Nó chỉ là một cái, nó chỉ có cái một cái trạng thái yên định, yên tịnh thôi. Và danh từ chế định được gọi là khổ diệt là niết bàn. Chúng ta cũng phải lưu ý hai cái từ này. Có nhiều người nhầm lẫn cái do cái sự dịch nên khiến cái người đọc có bị nhầm lẫn. Và cái điều này nằm ở trong bộ phân tích. Phân tích khi mà nói rằng cái diệt đế là diệt khổ, không phải. Mà diệt đó, diệt đế là khổ diệt. Diệt đế là khổ diệt. Thì do cái sự dịch ở trong cái bộ phân tích về cái bốn sự vật nói rằng là diệt đế là khổ diệt, xin lỗi, diệt đế là diệt khổ. Thì diệt khổ nó là một cái động từ, mà sự diệt khổ nó không phải là niết bàn. Cái sự diệt khổ nó chính là cái tâm đạo, tâm đạo mới diệt khổ, còn niết bàn là khổ diệt. Tức là khổ diệt là niết bàn, chứ không phải diệt khổ là niết bàn, không phải. Diệt khổ là tâm đạo, cho nên từ ngữ nó chỉ đảo qua đảo lại thôi, thì ý nghĩa nó bị sai lệch. Và chúng tôi đã từng gặp cái vị học giả này đã hỏi là cái niết bàn phải là diệt khổ không? Tôi trả lời là không. Niết bàn là khổ diệt, niết bàn không phải là diệt khổ. Diệt khổ là đạo đế, tức là tâm đạo. Chỉ hai chữ thôi, đảo qua đảo lại ý nghĩa nó khác mà. Diệt khổ là tâm đạo, nó là một cái động từ, còn khổ diệt nó là một cái trạng từ. Cho nên hai cái nó khác nhau như vậy. Cho nên cái khổ diệt là chỉ cho niết bàn, còn diệt khổ chỉ cho tâm đạo. Chúng ta phải lưu ý chỗ đó. Và cái sự mà khác nhau về tánh và tướng như vậy thì ngài Bồ Tát Cô Xá đã có phân tích trong cái sự tập mà quý số thí mất giá là như vậy. Vô thường tánh là Anicchan tí thanh tá banh trái căng cách mà nó, vì sao gọi ngũ uẩn là vô thường, thì ngài mới đã trả lời rằng là u bát đau quá danh nhá thất tá pa qua hú toa áp pa quá tô qua, vì cái trạng thái sinh diệt đổi khác có rồi không nên gọi chúng là vô thường. Đó là cái chữ vô thường tánh. Còn cái chữ vô thường tướng thì về định nghĩa như sao? U bát đau quá danh nhá thất tăng anicca lắc khả năng u toa apa quá sanh khát tô qua akara quý bà cô
là trạng thái sinh diệt đổi khác có rồi không, gọi là vô thực. Là phải thấy cái tánh và cái tướng chúng ta đã cũng nắm bắt rồi. Thì chúng ta chỉ biết là cái sự sinh diệt đổi khác, đổi khác nó là tánh, nhưng khi nó hiển lộ ra bị tâm biết thì nó trở thành tướng, có vậy thôi. Khổ tên là khổ tánh cũng vậy, tức là giá đa nít chan tăng túc khanh tí quá chan áp tô bá ná tá đê quá khanh thá banh chá căng túc khanh tasma. Tức là từ câu nói cái gì vô thường cái đó là khổ. Tại sao? Áp phiên há bát tí bi lá na caro, suy ra là ngũ uẩn đúng là khổ vì nó chúng nó có cái tính là áp bức là cố cổ cố bức của mình, cho nên mới nói rằng là cái pháp của vi nó cái gì vô thường cái đó là khổ, mà ngũ uẩn này vô thường thì ngũ uẩn này khổ, thì danh sắc của vi là vô thường thì danh sắc của vi đó là khổ. Và tiếp theo chữ khổ tướng Apinha Bhatti Vilana Karo Túc Khá Lắc Khá Năng, trạng thái của sự cố bức áp chế chính là khổ tướng. Về vô ngã tánh như vậy thì dân Túc Khăn Tá Lá Nát Tà Tí Bá Ná Quá Chá Quá Chá Ná Tô Đá Đê Quá Thanh Thá Banh Chá Căng Á Nát Tà Kasma Á Quá Sá Quách Tá Nát Tô. Từ câu nói cái gì khổ cái đó là vô ngã thì suy ra rằng ngũ uẩn đúng là vô ngã vì tính chất không có chủ quyền của nó, tức là nó là không cái nơi bảo hộ, không ai bảo hộ được cho nó cả, cho nên nó là tánh vô ngã là như vậy. Vô ngã tướng là sao? Thì là á quách xá quách ta quách ta na ca rô anatta lắc khả năng, trạng thái của sự không có chủ quyền, không có người bảo vệ, không có cái người gì làm chủ, đó là cái vô ngã tướng. Thì chúng ta phải lưu ý cái hai câu Phật ngôn, tức là khi đề cập tới chuyện anatta, nếu đề cập tới vô thường hay là khổ, Đức Phật ngài chỉ dùng có một cái từ một thôi, đó là các pháp hữu nguyện, các pháp hữu nguyện. Nhưng với cái tướng vô ngã thì Đức Phật ngài dùng trong hai trường hợp, tức là trường hợp thứ nhất ngài sử dụng là sắc bê tham ma anatta tí, tất cả các pháp là vô ngã. Còn chọn động thái khác thì ngài có thể dùng cái câu là tá đi quá thanh thá banh chá căng anatta, tức là ngũ uẩn này là vô ngã. Tá đi quá thanh thá banh chá căng anatta, ngũ uẩn này là vô ngã. Thì cái chi pháp của cái câu này nó chính là năm uẩn hay là danh pháp. Sở dĩ mà Đức Phật ngài nói như vậy á, là do cái bối cảnh thuyết giảng của Đức Thế Tôn tới cái hội chúng, là cái hàng tứ chúng như là tỳ khưu, tỳ khưu ni hay là này cận sư nam hay cận sư nữ, Đức Phật ngài nói một cách tổng quát này, giảng cách tổng quát, tức là do nói tổng quát cho Đức Thế Tôn mới dạy rằng sabbe thamma anatta tí, tức là Đức Thế Tôn ngài giảng lên một cách tổng quát mà thôi, nói chung chung vậy thôi. Nhưng riêng với những vị hành giả có những tỳ khưu mà đang thực hành pháp minh sát đó, quán sát về cái ngũ uẩn, phải lấy ngũ uẩn quán sát thôi, người ta có thể lấy cái niết bàn quán sát được, không thể lấy cái tâm đạo quán sát được, mà chỉ quán sát cái ngũ uẩn thôi. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng câu thứ hai là thì cô hãy quan sát nè, tá đề quá thanh thá thanh chắc căn a nát bà, này thì cô hãy quan sát nè, cái ngũ uẩn này thanh thá banh chắc căn, cái ngũ uẩn này là vô ngã. Muốn chỉ cho vị thì cô đang thực hành pháp quán, đang quan sát cái ngũ uẩn, chỉ ra cho đó cái đó là vô ngã đó. Chứ còn khi mà thuyết giảng cho cái hàng tứ chúng thì là tỳ khưu ni cận sư nam cận sư nữ
thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng một cách chung gọn là sắc đê tham ma và nó tà tế. Như vậy thì hai câu Phật ngôn này nó cũng là một thôi, nhưng đối diện với cái tình hình trước mắt là đối hàng tứ chúng thì Đức Phật ngài dùng sắc đê tham ma, tức là đối tượng ngài thuyết giảng là sắc đê tham ma. Còn đối tượng vị tỳ khưu đang thực hành pháp Vipassana thì Đức Phật ngài chỉ định là ngũ uẩn là vô thường, để cho quán xét theo cái lý vô ngã nó là như vậy. Và đến đây chúng ta thấy là cũng dùng cái lẽ cú báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức anh, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến nhà chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở cõi xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đâu rồi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sẽ gây thọ dụng này xin gia hội cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử tu được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc từ đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân phận nghĩa thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử. Nương theo quả phước này xin đem lại sự an vui tái sanh về trần cảnh và được tiến hóa cho thân phận nghĩa thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sơn Khà Giác. Akasattha cho phẩm Makha Deva Naga Mayatika Bun Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu Sa Sa Nang Akasattha cho phẩm Makha Deva Naga Mayatika Bun Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu No Garu Akasattha cho phẩm Makha Deva Naga Mayatika Bun Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu Nha Ta Yo Akasattha cho phẩm Makha Deva Naga Mayatika Bun Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu Ba Ni No Akasattha cho phẩm Makha Deva Naga Mayatika Bun Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu No Sada Idang Watame Bun Nhang Asawakaya Wang Ho Tu. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.